Vào ngày 12 tháng 6 tới đây, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Dự thảo này được đánh giá là thống nhất với các thông lệ quốc tế và đặt nền móng quan trọng để thực hiện đường hướng chiến lược trong chiến lược phát triển giáo dục đại học và quy hoạch mạng lưới các trường đại học Việt Nam mà chính phủ đã đề ra. Hết những điểm mới trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học đều hướng tới mục tiêu đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các trường đại học cả về chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ được liên doanh, liên kết, hình thành doanh nghiệp để triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Vai trò quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học cũng được chỉnh sửa theo hướng mở rộng quyền tự chủ cho các trường.